Thân ái kính chào tất cả anh em quay trở lại với shop Vạn Năng. Em tên Sơn, số điện thoại của em là 0335172445. Trước hết em xin gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã từng mua hàng và xem kênh ủng hộ bên kênh của em. Thì anh em đã kết nối Zalo thì theo dõi Zalo, anh em nào chưa đăng ký kênh YouTube anh em vui lòng nhấn đăng ký để nhận clip mới nhất ha. Rồi em xin chân thành cảm ơn. Thì cái clip ngày hôm nay em cũng muốn gửi lời tri ân đến khách hàng, thì em sẽ bao ship cho anh em tất cả mọi đơn hàng trong clip ngày hôm nay đối với khách hàng đã từng giao dịch thành công bên em đó. Rồi còn những khách hàng mới mua ngày hôm nay mới biết đến em thì đơn hàng áp dụng đơn hàng từ 300 trở lên chuyển khoản đủ em bao ship, còn nếu như ship code thì vui lòng anh em thanh toán tiền ship giúp em. Rồi thì sản phẩm đầu tiên ngày hôm nay là mũi khoan nha, cái bộ mũi khoan Nhật Bãi này ha, thì HSS bộ này là 200 nha, em bao ship ha. Bộ này á, là nó 2.5 ly trở lên nha, mũi 2 ly với 1.5 ly thì nó mất rồi, với lại một mũi là 5 ly. Mũi 5 ly này đúng ra nó phải màu vàng này luôn nhưng mà nó mất, em để vô cho anh em cho đủ nha. Tất cả mũi này là mũi Nhật Bãi hết ha, nó kể cả mũi đen này cũng vậy. Bộ này là 200 đó. Cái nắp thì hình thức nơi bể gì nhưng mà mình còn đựng được, nó sẽ không bị mất mũi khoan nha, mình xài thì mình sẽ đựng vô đỡ mất. Bộ này là 200k nha anh em, mũi khoan sắt nha. Tiếp theo mũi khoan 2 thì em bán một cặp gì nè, là nó 400, một mũi như vậy là 400, chân xài của nó là 17 ly á đó. Thì mũi này nó còn trong hộp luôn nha, còn trong hộp luôn đó, mũi này nó còn trong hộp luôn. Thì một mũi như vậy á thì nó sẽ là một cái mũi trong hộp đó, mới gì nè đó, mũi me là còn mới y chang gì luôn. Rồi cái chân này thì mình kết nối vô gì ha, nó anh kết nối vô gì, ví dụ như anh em sao á là có mũi không này anh em thay thế vô cũng được, xài cái mũi này là cái mũi chung. Cái chân này chân 7 ly ha. Rồi anh em có máy như thế này anh em mua dùm sử dụng, mũi này nó còn mới chát luôn nha, 29. Mũi này là phi 29 đó. Mũi này là mũi khoét bê tông nha, mũi khoét bê tông đó, khoét bê tông khoét đá gì đó anh em khoét nha đó. Rồi anh em xài thì liên hệ em ha, bộ mũi vậy là em bán 400 em bao ship nha. Rồi cái này cũng vậy ha, mũi khoan số 3 cũng vậy, 400 em bao ship một bộ mũi vậy ha. Mũi này là mũi 32, mũi này là mũi 32 đó, mũi 32 đó. Nó còn cái miếng giấy hướng dẫn sử dụng, miếng giấy này mới của nó trong hộp luôn nha đó. Mũi này me là chưa xài rồi, ok ha. Rồi me chưa xài không mẻ. Rồi thì cái mũi cái này là cái chân cách nối thì giống hệt như cái bộ kia vậy đó, cũng có một mũi với một chân cách nối vậy đó ha anh em đó. Rồi ok, tiếp theo thì tới cái mũi số 4. Mũi số 4 này kích thước lớn hơn nè, mũi số 32 là kích thước nó 32 nha, phi 32. Còn mũi số 3 số 4 này á, ủa sao không có số 3 ta, 12 phải không, này 3 nè, 3 ha. Còn kia là đúng rồi. Rồi mũi số 4 này là kích thước 35 ha. Mũi số 4 này là kích thước 35. Đây phi 35. Thì cũng một mũi, một cái chân mũi với là một cái mũi. Đây cái chân mũi là nó gì đây? Cũng chân 17 ly. Chân 17 ly luôn ha anh em. Đó, cũng chân 17 ly. Rồi anh em xem nha, mũi này cũng vậy luôn. Cũng chưa có sử dụng luôn ha. Đó. Chưa có sử dụng luôn. Rồi anh em cần dùng thì cứ việc liên hệ với em nha, một bộ mũi vậy đó, gồm chân với mũi đó. Rồi 400. Còn mũi này là mũi số 5 nè, 600 ha. Đó cũng vậy, chân nè dài 30 ha, dài 3 tấc đó, 30 cm đó. Rồi cái mũi khoét nè, nó chân này chân lớn thì xài chung với cái mũi lớn này. Đây, cái mũi này thì cũng vậy, me cũng chưa có xài, còn mới chát luôn nha đó. Rồi phi đường kính của cái mũi này á, là nó 54 nha, phi 54 của Hitachi đó. Rồi còn cái này là cái chân kết nối vô nè, cũng là 17 ly nhưng mà cái đầu găng này găng lớn lên thôi ha. Rồi tiếp theo mũi khoan số 6 600 nha, mũi khoan số 6 600 cũng vậy luôn, cũng có cái chân kết nối nha đó. Rồi chân kết nối rồi đường kính cái phi này là phi 50, phi này phi 50 nha. Rồi me còn mới chát luôn ha đó,
Rồi anh em thì xài cứ việc liên hệ với em 50. Rồi tiếp theo thì tới kéo cá cành. Kéo cành mã số 1 450 bao bán cho anh em sử dụng nha. Đó, bao bán cho anh em sử dụng, chữ nè, chữ trên nè, chữ dưới nè. Đó, lưỡi thì bán sẵn ok ngon lành, anh em về thì chỉ dùng thôi. Kéo này kích thước của nó ha. 20.05. Cái này là 450 nha anh em, bao ship. Tiếp theo cây kéo cành mã 2 nha, 350 em bao ship luôn. Cây này thì không có chữ, lưỡi còn có chát luôn nha. Đó. Rồi, lưỡi thì cũng vậy luôn, em cũng bao bán cho anh em luôn nha. Đó. Thì anh em có nhu cầu dùng thì cứ việc liên hệ. Cây này thép đen, hàng thủ công của Nhật làm ha, không có chữ. Đó, rồi 350 ha. Kéo cành mã 3 nè, là 400. Cây này thì có thể thụt tăng đưa cái tay ra, lưỡi của nó bở đây ha. Rồi anh em xem ý thì lấy nha. Lưỡi nguyên zin chưa mài dũa gì hết ha. Rồi, cây này dặn ra gì, dặn lại khóa ở đây ha. Cái này cũng vậy. Rồi, 400k nha, cái cành mã 3. Em tăng đưa ra em đo cho anh em xem. Rồi, cái này thì nó dài là 62 cm gì đó. Rồi, cái này em bán 400 bao ship nha. Rồi, tiếp theo tới cái bộ đầu chuyển sang chiếc bia nè. Van rút bia vậy đó. Nó thì nói chung là cái này nó sang chiếc bia. Anh em nào làm hệ thống bia hay là gì đó có nhu cầu thì cứ việc liên hệ, hoặc mình độ chế gì đó ha. Cái phần này thì nó có gì ga nè, ga in gì nè, nó đậu kết nối của nó như thế này đây, nút bóp đây dở lên ha. Cái này là Sauro, là cái hãng bia đó nè, nó đậu kết nối ha. Rồi một cái này thực chất thì nó là cái loại inox nha, không gỉ. Rồi hai cái ha, tổng cộng là ba cái, tổng cộng là ba cái với hai cái van. Một cái van này còn mới, cái van này đã khui bọc rồi nè ha. Thì cái van này dặn thì nó chạy thục cái van này vô ha. Đó, dặn qua đây thì nó siết sát mặt lại. Rồi 190 hết luôn, bao ship. Tiếp theo cái đầu khoan, đầu khoan mã 1 này là 180 nha. Chân rang này là chân rang 13 nha. Cái này thì thay cho máy Milwaukee từ đời 2704 trở lên, chân rang 13 nè ha. Rồi 180 autolock ha, Milwaukee. Đầu này đầu Milwaukee hãng luôn nha. Đó, mới ha. Rồi mã đầu khoan mã 1 giùm em 180. Tiếp theo là đầu khoan mã 2 250 nè, em bao ship cả bọc này ha. Đầu khoan này là xài chân con nha, chân máy vô là chân con nha. Chân máy vô là chân con, thứ này nè nó không có ren dặn nha, chân con đóng vô thôi ha. Rồi anh em xài thì liên hệ. Thằng này thì chân con nó 9.5 ly nè. Kẹp tối đa 10 ly của Yuki qua, hoạt động tốt nha, ra vô bình thường hết à. Đó. Để em đếm coi bao nhiêu cái nha. Đó một cái rồi ha. 3 4 5 6 7 8 9 cái tổng cộng nha, 9 cái tổng cộng được rồi. 9 cái tổng cộng ha. Chân con này là chân con 9.5 ly nha. Này kẹp tối đa 6.5 ly, hoạt động tốt, ra vô được gì bình thường ok nha. Cái này cũng vậy ha, 6.5 ly, hoạt động tốt, ra vô bình thường ok nha. Rồi. Yuki qua luôn. 10 ly ha. Rồi chân con nè, chân con lớn, chân con này là 13.5 ly. Rồi kẹp tối đa 10 ly. Đó, 250. Tiếp theo 6.5 ly, kẹp tối đa 6.5 ly nha. Cái này 9.5 ly chân con nha, hoạt động tốt ok ha, full. Rồi cái này cũng vậy ha, chân con này của nó cũng 9.5 ly luôn, nhỏ đó, ra vô bình thường, kẹp tối đa 6.5 ly. Rồi cái này cũng vậy luôn nha, 6.5 ly, chân con cũng vậy ha, 9.5 ly. Đầu này thì nó hơi nặng xíu đó, cái đầu này thì nó hơi nặng. Rồi chân con này thì 13.5 nè. Đó, kẹp tối đa 10 ly, ra vô bình thường ok ha. Có một đầu, một là nó hơi nặng thôi. Rồi kẹp tối đa 6.5 ly nè. Đây. Rồi cũng ra vô bình thường nha anh em ha. Kẹp tối đa 6.5 ly. Anh em xài thì cứ việc liên hệ, cả bọc như là 250, bao ship. Một cặp Định Tâm này là 150 em bao ship nha, còn mới trong hộp luôn. Đó, còn mới trong hộp luôn, để nu 2 vậy nè. Đó. Đây nha, 150 nha anh em ha. Thì cái phần này nè, nó có nhúng chỗ này nè, nó nhúng chỗ này được. Đây em nhúng cho anh em xem nha.
đó, nó giống vậy đó ha. Rồi anh em có nhu cầu xài cái việc lên hai cái mũi này nó rất là chuẩn luôn nè. Rồi em cũng không biết nó sử dụng cái tác dụng gì thì em để mã định tâm nè, anh em nào mua thì để mã định tâm giùm em, 150 bao xếp ha. Đó còn mới chát trong hộp hai mũi này cũng nhúng được bình thường luôn nha. Rồi tiếp theo thì tới súng xịt hơi nha, súng xịt hơi em test cho anh em xem nha. Cái này là 220 bao ship nha, đó ngoại hình của nó nè, anh em xem đánh giá ha. Đó dòi của nó đây, chân nè, đó rồi hoạt động tốt hết nha, chân đụng máy đó, đó rồi ok ngon lành ha. Anh em xài liên hệ em, mã là xịt hơi 220 giùm em. Tiếp theo bắn đinh hơi 350, bắn đinh hơi 350. Đây này là bắn đinh U nha, bắn đinh U thương hiệu này, thương hiệu mát, mã của nó là TA225. Rồi con này á là nó đinh ghim của nó ghi thông số đây là 10mm là chiều ngang của nó nha, còn chiều dài thì được 13 cho tới 25. Này chỉnh là sâu cạn nè ha, cử. Còn cái này thì mình mở ra, cái này không có ghim nha, em test thử cho em bao cho anh em là sử dụng ok nha, hơi hám này sử dụng ok. Cái này 350 nha, đó bao ship, anh em cần dùng thì cứ việc liên hệ, đầu lắc léo 360 độ luôn ha. Rồi ý đây nó còn cái ghim hay gì nè, đó hết ghim luôn rồi đó ha. Nè hoạt động tốt nha, 350 bao ship. Rồi tiếp theo tới cần số 1, cần số 1 100, đầu này là hệ 3/8 nha, tự động 3/8 đó, bi là gì ok bình thường đó. Rồi em test nè, hai chiều chó nhảy rất là tốt luôn nè, đảo chiều nè. Cái này 100 em bao ship nha. Tiếp theo tới cần số 2 120, đầu này là 1/2 nha, đầu 1/2, anh em thể về tới về lui được, về ok ngon lành. Rồi cần này là cần 2 120. Tiếp theo tới cần 3 250, cần 3 250, anh em dùng liên hệ nha, thương hiệu Ton, đầu lắc qua lắc lại nè, còn mới luôn ha, mới chát luôn. Đây 250. Tiếp theo cảo C nè, cảo C có hai cái nè, 100 170 bộ này nè. Đó, cảo này là cảo 100mm ha, cảo 100mm. Đó, hoạt động thì tốt, lên xuống là gì bình thường, còn núm ha, đi thẳng, nói chung cây này còn mới. Rồi, tiếp theo tới cây này Made in Japan luôn. Nó dạng cảo gì nè, nó thấy giống hình chữ C thì em để là cảo C nha. Anh em xài đúng công chuyện thì anh em lấy. Rồi ok, cảo C này là 170 bao ship. Tiếp theo bơm hơi nha. Nó cái bơm hơi này là 250 em bao ship nha. 250 em bao ship. Giờ bơm xe đạp, xe Honda gì được hết ha. Hoạt động tốt, hơi hám là gì đầy đủ bình thường. Rồi anh em dùng liên hệ em. Tiếp theo thì tới cái đầu vít nó dài. Anh em có cái máy bắn vít, anh em bắn nó dài ra cho nó dài cái đầu này ra ha, vô kẹt vô hốc rồi á. Tổng chiều dài của con này là 250, tức là 25 cm, hiệu Anet nha. Thương hiệu Anet nha. Rồi cái đầu này nó xoay vòng vòng nè. Đó, cái đầu này xoay vòng vòng này nha ha. Rất là ngon nè. Đó. Hoạt động rất là ok luôn, ngon lành luôn nha. Đó. Rất là nhẹ, mình giữ cái vỏ ngoài này bắn rất là ngon luôn ha. Rồi cái đầu này thì cái đầu gài luôn, anh em bỏ cái mũi vít vô là nó gài lại ha. Đây bỏ mũi vít vô buông ra là nó gài lại, nó có bị gài 200k nha anh em, nó dài 200k. Tiếp theo thì tới cái đồng hồ, đồng hồ này đồng hồ ga, đồng hồ gì đó, để R410A nè. Cái này thực chất thì em cũng không có thiết bị để test gì hết, thì hàng về sau em bán y chang vậy thôi. Đó theo hình thức như vậy anh em xem, còn nếu như muốn rõ ràng hơn nữa thì kết nối cho em Zalo số điện thoại này 0335172445. Anh em nào thợ á thì nhìn thấy gì đồ đạc như vậy là đủ chưa hay là gì đó, thì anh em có nhu cầu mua thì cứ việc liên hệ em, kết nối Zalo em gửi thêm hình ảnh gì cho anh em ha. Đó thông tin hình ảnh gì đó anh em muốn ha. Đó đồng hồ đó nè, đó ha. Rồi cao su chụp vô nè hai bên ha. Đó rồi anh em cần thì liên hệ nha. Cây kem này thì nằm ngay số 0 hay gì nè, còn cây kim này nó hơi chịch lên trên chút xíu hay gì nè anh em. Này em cũng không biết là nó có hoạt động hay không, tại không có thiết bị để test nha. Tại đây em bán giá là 600 ha, anh em có nhu cầu thì liên hệ em. Rồi tiếp theo thì tới cuốc, cuốc là 150,
cuốc 150 nha. Đó, kích thước chiều dài đồ gì nè, em đo cho anh em xem. Cái bảng lớn nhất của nó ở dưới này là được là 8 phân rưỡi ha. Tổng chiều dài ha, tổng chiều dài của cái này là 23,5 cm. Cuốc 150. Tiếp theo thì tới cái eke nè. Cái eke này là cái ke gốc đó, cái eke gốc nè ha. Rồi hai cây như vậy là 200 bao ship nha. Còn chuẩn ok hết ha. Cái này là bằng đồng. Còn cái này là kẹp vô, hai cây sắt kẹp vô, sắt hộp hay gì đó kẹp vô vô gốc. Rồi anh em xài liên hệ ha. 200 bao ship. Tiếp theo thì tới cái bấm lỗ. Bấm lỗ này là 150 còn mới nha, mới cực kỳ luôn. Đó, thì bấm cái phi lỗ này chắc 6 ly ha. Phi lỗ này 6 ly để bấm nút áo, nút quần phi phen gì đó ha. Thọt vô đây, nó để lòn vô cái cả này bấm xuống, lủng lỗ, lấy nút ở trên này gài xuống ha, bóp lại. Rồi. Cái này là nè, để hình cái nút nè. Đó, rồi 150 nha. Cái này là 150, anh em xài liên hệ, rất là dày luôn. Tiếp theo là tới mã kéo ton nha. Kéo ton là 108. Kéo ton là 108 là nguyên bộ này, có cây này cực kỳ mới luôn nè. Cây này cực kỳ mới luôn. Có chữ nha. Rồi, cái này là sóng ngang nha. Kéo này là chưa có sử dụng luôn á, cái này là còn rất là mới luôn ha. Nguyên zin của nó. Rồi. Rồi. Một cây này là cây, bốn cây này bốn cây nhỏ ha, bốn cây nhỏ. Tất cả mấy cây này là còn chữ nha, tất cả mấy cây này là còn chữ. Anh em sử dụng liên hệ, lữ này mẻ nha, lữ này mẻ. Đó, lữ có mẻ ít ha. Rồi. Mấy lữ này có mẻ mẻ ít về anh em tự mà vô chỉnh sửa lấy kéo lại xài nha, mã kéo con giùm em 108 em bao xếp hết luôn ha. Rồi tiếp theo. Đuôi chuột nè, 3 cây 300 nha. Em bao ship. Đó, anh em có nhu cầu dùng thì liên hệ. Cây 17, 19, cây 17, 19, cây 17, 21, cây 19, 21 ha. Rồi, thương hiệu KTC nè. Rồi, cạnh này là còn nguyên, không có tét, không có chớt đầu gì hết. Rồi, tiếp theo cây này 17, 21 nè. Cạnh còn nguyên, không chớt đầu, bao dặn nha. Cây này 19, 17 nè, super. Rồi, 3 cây 300, đuôi chuột em bao ship nha. Tiếp theo xà beng. Xà beng bộ này 4 cây nha, xà beng bộ này 4 cây 200. Rồi, cây này dài khoảng 40 bốn mấy cm đó. Khoảng 45 quá. Rồi 45 cm ha. Đầu này là đầu nhổ đinh nè, còn cái đầu này là đầu cải dán ha. Rồi. Tiếp theo cây này là 390. Đầu cải dán, đầu nhổ đinh. Cây này là 330. Rồi cây này cũng 330 luôn. Rồi ok, anh em xài liên hệ 200 bao ship nha. Có một cây kéo tỉa hàng rào gọn nhỏ nè, tỉa cây tạo dáng nè, 150. Đó, anh em xài liên hệ, lưỡi không có mẻ nha. Đó, rồi. Tiếp theo thì tới cái bộ gắt hơi nè. Rồi một mớ gắt hơi nè 550 nha. Anh em nào clip trước mua chưa được thì clip này có nha anh em ha. Rồi, gắt hơi nè 550. Tất cả là gắt hơi Nhật bãi hết nha, hàng tháo máy Nhật bãi ha. Rồi anh em có nhu cầu xài liên hệ em. Thì đây nó có phi 12, phi 8, phi 10 gì nó lộn xộn hết trơn á. Đó, mấy chân này đa số là nó còn sử dụng tốt ha. Đó, đa số hàng tháo máy nha. Rồi, ok ha, rất là nhiều luôn. Đó, rất là nhiều nha anh em, nhỏ cũng có ha. Đó, đa số là 8, 10, 12 rồi gì đó, có 6 nữa à. Đó. Rồi, rất là nhiều, nguyên một bịch đó là 550, em bao ship, có nhu cầu xài liên hệ em. Tiếp theo thì tới cái mã hàng thanh lý, cái mã hàng thanh lý tức là 10 kg. Đồ nghề Nhật bãi này, anh em có nhu cầu xài thì cứ việc liên hệ ha. Đó, anh em có nhu cầu xài thì cứ việc liên hệ. Rồi, đồ nghề Nhật bãi nha, cưa. Này anh em tận dụng, anh em tận dụng lại mình xài. Đó, mình vệ sinh, mài dũa đó về mình tận dụng lại xài ha. Sửa chữa lại mình xài. Đó, rồi, vít nè, kéo. Đó, lưỡi liềm 10 kg nha. 10 kg, thước kéo, kèm, kéo ton, xẻng, mũi vít. Kéo, đầu điếu ha, vít. Dũa ha, một cái cây quỷ lon ga nè, gỡ hai cái này ra có hai cái mũi nhọn. Đó, nó quỷ rồi mình bấm lủng lỗ rồi mình không sử dụng được nữa đó. Mình bởi thì nó xài lon ga lon là sử dụng rồi là nó quỷ thôi.
chứ nó không có sang chiết lại giống như của mình ở đây ha. Rồi ok, kèm thủ khoan đó, đầu điếu ấm điếu đó. Rồi bộ này là bộ vít đó, bộ vít mini. Rồi cái chiếc cạo ha, một cái chiếc cạo. Rồi anh em xài liên hệ về nhả cái găng nó ra. Thước kéo 7,5 mét, bấm móng tay. Kèm ha, kèm quả. Mũi vít. Rồi, anh em dùng thì cứ việc liên hệ với em nha. Súng silicon. Súng silicon mã số 1 100k ha. Rồi, hoạt động tốt, ok, ngon lành. Anh em có nhu cầu dùng thì cứ việc liên hệ với em, 100k bao xếp. Tiếp theo súng silicon số 2, 150 bao xếp ha. Màu cam, dày dặn, ok, ngon lành. Tiếp theo thì tới cái bấm ghim. Bấm ghim này là bấm ghim nhỏ, bấm ghim tập rồi vậy nè. Đó, gây ớt trong đây còn ghim luôn nha. Cái đẩy ghim đầy đủ ha. Hoạt động tốt nha. Đưa ổ bằng bằng. Cái cây này thì nó không có mạnh bằng cái ghim hơi của nãy, nhưng mà cái này là mình làm phục vụ trong học tập rồi gì đó ha. Nè, nó cũng bấm được nè. Đó, mà gỗ bằng bào thì nó cứng, không có xuyên được như cây hơi nãy thôi. Rồi bấm ghim này 100k bao ship nha. Rồi. Tiếp theo thì tới cây gò. Đó, cây gò này là 190 để anh em gò đồ nè, cây này mới cực kỳ luôn nha, cây mới. Đó, có chữ rồi gì đàng hoàng, hàng chính hãng luôn ha. Đó, rồi có nhu cầu thì cứ việc liên hệ. Tiếp theo thì tới cái cây cái cánh trộn. Cánh trộn mã 1 này là 150 ha. Cái này gắn trực tiếp vào cái máy bắn vít rồi mình trộn, trộn sơn, trộn bê, trộn gì đó anh em trộn ha. 150. Cây này thì nó dài 30 cm. Rồi tiếp theo tới cánh trộn số 2. Cánh trộn số 2 này là 250. Cái này 250. Anh em muốn kết nối vô máy thì dặn vô cái đầu găng máy của anh em nè. Đó, còn không thôi rút cái này ra, kẹp vô trong cái đầu khoan gì đó, anh em về anh em xài thì anh em thiết kế nha. Cái này là cái cây cánh trộn. Cái cánh trộn của nó rất là dày luôn nè. Ở bản nó trộn khuấy hồ bê rồi xi măng gì đó, nó cũng trộn bằng cái loại này. Cái này thì nó gắn bảo vệ trên cái máy nè, cho kiểu giống như mình đánh bột nó không có bay lên trên cái máy, dính cái máy ha. Rồi cái này là 250 cây này nha. Cái phi của cây này thì nó khoảng 12 ha, phi 12. Chiều dài của cái cây này hết của nó luôn là khoảng 60 cm nha. Cây này 250, anh em xài liên hệ em. Tiếp theo thì tới cờ lê nha. Cờ lê á, thì em có một cái bộ cờ lê này nè. Cờ lê này nó còn khá là sáng, cờ lê Nhật Bản mà nó còn khá là sáng nha. Đó, thì mấy cây này là nó cứng cáp, xài rất là ngon. Số của nó là 10, 13 nè, 14, 12 nè, 17, 14, 12, 10, 21, 26, 19, 17, 22, 19. Rồi, cái này là thằng Kitako gì đó. Cái này là dòng, nó thiết kế sẵn vậy luôn. Cái này là 21 dòng miệng. Còn cái này á, là một cái miệng này. Cái nó thiết kế cây cờ lê này là cái miệng này là 31 nè. Còn cái này là cái lỗ vuông nha. Lỗ vuông này là 10,5 ly nè. Lỗ vuông này á, thì là 8,5 ly. Đó. Thì bộ cờ lê 1 này em bán cho anh em là 170 bao ship nha. Tiếp theo cờ lê số 2 là 230. Bộ cờ lê số 2 là 230 bao ship luôn. 14, 12, 22, 24, 17, 19. Cái này á, là 8, 10, 14, 17, 27, 24, 21, 23. Bộ này là 230 bao ship, mã là cờ lê số 2. Tiếp theo cờ lê số 3 nha. Cờ lê số 3 là 170 nha. Cờ lê số 3 là 170. Hai cái cờ lê móc. Cái size của nó là 78, 85, 90, 95. Nó có thằng ten ha. Rồi thằng này á, là cờ lê móc này còn mới nha. Hai cái này sáng cực kỳ luôn, đen mung ha. Rồi anh em xài cứ việc liên hệ, cờ lê số 3 này là 170. Rồi tiếp theo thì tới cái bộ làm vườn nha anh em ha. Rồi bộ làm vườn này á, là 300 nha. Bộ làm vườn này là 300 em bao xếp nha. Có một mã làm vườn luôn hả. Anh em nào có nhu cầu thì để là mã làm vườn hay là nhắn tin hoặc là nói dùm em là cái mã làm vườn, dụng cụ làm vườn đó. Bộ này là 300 em bao ship nha. Có nhu cầu xài liên hệ em. Cây lấy cây non cực kỳ là xịn luôn nè ha. Rồi một cái bay nhỏ nè, một cái liềm găng cưa nhỏ. Rồi một cái cây nhổ cây non nhỏ cầm tay nữa nè. Một cái sẻng này còn mới luôn ha.
rồi một cái lưỡi cuốc nè, gọn ha, cuốc đất đồ làm cỏ. Cái này là cái lưỡi liềm ha, rồi cái này cuốc chứ ba chia luôn ha, cuốc chứ ba chia luôn. Rồi anh em xài cứ việc liên hệ. Tiếp theo thì tới mã linh tinh. Cái mã linh tinh này là 150 là gồm có 4 món nè, giới thiệu từ món nha. Cái đầu này 3/8, bàn 8 này thì anh em đút cần vô đó, đây để vừa tay nè, của Mỹ nè ha. Rồi cái họng này thì nó có thể bung ra được nè, bung ra được nè, đây là bung cho anh em xem nè ha. Rồi thì cái này á là bình thường của nó là nó được phi này thì được là 9 nha, 9 không có tem, 11 nha, bung hết cỡ là 11 ha. Rồi ok, cái này á là mã là linh tinh giùm em 150. Còn cái này là bằng nhôm, để mã là cu xe ha. Rồi còn cái này nó dấu cộng đây nè, em cũng không biết làm gì nữa, nói chung là mã linh tinh đó. Còn cái này mỗi một đầu là ba chia đó, nó hình chữ Y đó. Rồi bộ này 150 bao ship. Còn cái mã khò này nè, em bán khác nha, về anh em nào khéo tay hay gì đó lấy phụ kiện hay là xào chẻ qua lại gì đó sử dụng hết. Cái mớ này là tổng cộng là 2, 4, 5 cây đó, 5 cây về anh em tự xào chẻ qua lại ha. 230 bao ship, tất cả là hàng Nhật bãi hết nha. Một cây nè, hai cây, hình thức em quay cho anh em xem vậy đó ha. Đó, anh em thấy có nhu cầu thì cứ việc liên hệ em, 230 bao ship. Đó, cây này thương hiệu Red luôn nè, cây này nặng nè ha. Đầu trong này bằng sứ nè ha. Đó, rồi. Hết luôn, 230 bao ship cho anh em. Tiếp theo thì tới dao. Dao ship mã 1 là 200 bao ship nè, cán gỗ, lưỡi còn mới chắc luôn nè ha. Rồi, anh em có nhu cầu thì liên hệ thương hiệu Mevol. Đó, thương hiệu Mevol nha. Đó, giao ship Made in Japan trên đây nè, có chữ luôn ha. Đó, Made in Japan luôn. Rồi, ship lại nè. Đó, giao 1, 200. Tiếp theo giao 2 là 300 nha anh em. Giao 2 là 300. Cái phần lưng này nó đập phía ngoài mỏ này rất là nhiều nè. Lưỡi này bị mẻ nè. Đó, rồi, có chữ đây. Thay nó là 135. Đó, gáy này dày, dày cũng có cả phân đó nha. Em đo cho anh em xem. Không, nó có 7 ly. 7 ly rồi nha anh em ha, 7 ly. Về bản này thì được là nó được 17 cm. Lưỡi này là 135 nè, đó. Rồi, còn hết cán thì được là 36 cm nha. Dao đẹp ha. Rồi. Tiếp theo thì tới cái eto kẹp bàn, cái eto kẹp bàn này là 500. Eto kẹp bàn này là 500 ha. Miệng của nó là 75, miệng của nó là 75. Anh em cần dùng thì cứ việc liên hệ nha, 2 ti ha, dưới này kẹp bàn nè, còn miệng này dặn ha, miệng dặn khích ok ngon lành nha. Hoạt động thì tốt, ra vô rồi gì nhẹ nhàng luôn ha. Đó, anh em có nhu cầu xài cứ việc liên hệ em, 500, Eto 500 ha, bao ship kẹp bàn. Tiếp theo thì tới là cái mã lập lòn, cái mã lập lòn này á là 800g nha, đẹp ha, 130k em bao ship ha. Rồi, tiếp theo nữa thì tới cần tê. Cần tê có 2 cây 150, cây này lắc léo nè. Lắc léo này số 18 nha, cạnh còn đẹp ha, tê còn đẹp, cái này cũng vậy, 14. Còn sáng đẹp ha. Rồi 2 cây 150 em bao ship. Tiếp theo thì tới mã kéo. Kéo mã 1 này là 180 nha, 3 cây em bao ship nha. Đó, một cái cây kéo sắt nè, một cây kéo giải nè, về anh em mài lại bán để cắt giải ha. Rồi cái kéo này kéo găng cưa. Đó, tổng cộng là 3 cây. Cái kéo giải này nó dài nha. Kéo giải này dài tới 28 cm. Rồi còn cái cây kéo này dặn nút chai nè, kẹp ha, khui. Rồi hoặc là ăn cua ghẹ dùng bóp bằng cua ha. Rồi lưỡi này khích nặng nè, cái lưỡi này nó còn bén nè ha, nó còn khích nè. Còn chân gà hay chân gì đó anh em bỏ vô kẻ này anh em cắt ha. Ok, cái bộ kéo 1 này nó bán 180 nha. Tiếp theo kéo 2 là kéo thủ công, kéo cắt giấy rồi gì cho các học sinh học hay gì đó, hoặc mình để trong nhà tắm cắt bịch xà phòng, cắt lông, cắt mấy cái túi thực phẩm thức ăn gì cũng được nha. Đó, kéo này là kéo mã 2 giùm em 100k ha, kéo mã 2 100k. Rồi tổng cộng là 10 cây nha. Đó. 1 2 3 ha. 4 5 6 ha. 7 8 9 10 cây. Tiếp theo thì tới mỏ lết nha. Mỏ lết mã số 1 giùm em 100k, thương hiệu là Super nha. Đó, size của nó là 200 ml. Đó. Rồi anh em sử dụng thì cứ việc liên hệ, hoạt động rồi gì ok ngon lành ha, ra vô rồi gì thoải mái. Đó, miệng khích ok luôn nha. Tiếp theo mỗi lớp số 2, 150 size 250 nha. Đó, thương hiệu là top, miệng khích ra vô rồi gì hoạt động ok ha. Tiếp theo mỗi lớp số 3
là 230 300ml nha ha. Rồi bao xếp nha anh em có nhu cầu xài cứ việc liên hệ miễn xích ra vô tốt. Cái này thì size 280 nè, cái cây này á là 220 em bao xếp nha, hoạt động tốt ra vô bình thường ha. Rồi tiếp theo thì tới mỗi lớp số 5 đó, MCC nước sơn còn đẹp luôn, size 250 còn mới chát luôn nha anh em ha, ra vô bình thường nè, cái lò xo nó nhúng nhảy bình thường nè ha, găng cỏ là ok đẹp luôn nè ha anh em đó. Rồi tiếp theo mỗi lớp số 6 300 nước sơn cũng còn đẹp luôn, giá 300k 300ml, hoạt động tốt luôn nè, lò xo nhúng nhảy bình thường nha. Đây găng cỏ là ok đẹp luôn ha anh em ha. Rồi tiếp theo thì tới cái khoan tay, khoan cầm tay đó anh em, khoan gỗ khoan cây rồi gì đó làm kiển gì đó, ha. Rồi 100k, rồi hai chiều đầy đủ nha, đó đảo chiều thì đây, rồi đầu này ra vô bình thường nha, đó nè, đầu này ra vô bình thường nha, kẹp tốt. Rồi đây lăn bình thường, 100k em bao xếp, anh em có nhu cầu xài liên hệ. Tiếp theo thì vít số 1, vít số 1 ha anh em, 160 vít số 1 ha anh em, 160 anh em có nhu cầu xài cứ việc liên hệ, cây cộng với cây trừ ha, hồ lô đó, đầu cổ còn đẹp ok ngon lành ha. Chiều dài của nó là 19-20cm đó, 160 vít 1 nha anh em. Tiếp theo tới vít 2 là 180. Rồi anh em có nhu cầu xài liên hệ. Nè Anet nha, Japan. Cũng đầu cộng với đầu trừ luôn, còn đẹp ok ha. Rồi chiều dài của nó 21.5. Rồi anh em dùng liên hệ em, vít 2 180. Tiếp theo thì tới kìm bấm nha. Kìm bấm này là 500, anh em dùng thì cứ việc liên hệ, thương hiệu là V-Ship ha. Cái này là thương hiệu của Mỹ. Rồi Made in USA luôn nha anh em ha, USA. Đó găng cỏ nè, có qua sử dụng nha anh em, có qua sử dụng. Rồi cái này 500 ha. Đây em bấm thử cho anh em nha. Rồi 500 ha anh em. Tiếp theo thì bấm số 2 400 nha. Cái này cũng vậy ha, MR V ship luôn ha, cũng Mỹ luôn, USA. Đó. Rồi anh em có nhu cầu xài cứ việc liên hệ, găng có qua sử dụng nè. Đó, hình thức ha. Rồi. Cắt ống nha anh em, cắt ống này là 300 ha. Rồi lưỡi nó còn nguyên nè, không mẻ nè, ra vô bình thường. Đây có con chó kéo nhanh nè. Con chó này mình đè xuống là nó kéo nhanh nha. Đó, ha. Rồi, bánh lăn này lăn hết, bốn bánh này lăn nhẹ nhàng, hoạt động tốt, ra vô nhẹ nhàng. Thương hiệu Super Japan, cắt tối đa là từ 16 cho tới 60. Rồi. Tiếp theo tới cái lọc này ha, anh em lọc dầu lọc nhớt gì đó, đây để là Copeco nè, giá là 250 em bao xếp, còn mới niêm phong chưa xài ha. Rồi bên trong nè còn mới chát luôn, cái lọc của nó đây ha, lõi lọc của nó đây. Rồi ok, tiếp theo tới búa một là 150 ha, búa thoát hiểm, có cái dao găng cưa này để mình cắt dây ha. Rồi anh em có nhu cầu dùng thì cứ việc liên hệ, hai cái mũi nhọn để đập kính cường lực, búa 150 nha anh em. Tiếp theo tới búa 2 là 250. Búa này là cái búa đóng đinh và nhổ đinh nha, đầu còn rất là đẹp luôn ha, có găng cơ này là mình đóng nó chống trượt nha, chống trượt. Rồi cái cây này thì tổng chiều dài của nó là 35cm nha, 35cm, anh em cần dùng thì cứ việc liên hệ Made in Japan đóng phía sau. Rồi tiếp theo búa 3 là combo này 3 cây ha, combo búa 3 này 3 cây là có búa đóng đinh, búa gò rồi gì luôn ha. Đó, búa đóng đinh, búa gò rồi gì ok ngon lành, anh em có nhu cầu dùng thì cứ việc liên hệ với em ha. Búa này là búa đục nè. Đó, rồi búa 3 này là 220 em bao xếp nha. Tiếp theo còn cái mã này vít. Rồi còn sót mã vít số 3 nha anh em, vít này vít số 3 nha. Vít này vít số 3 giùm em là 130 ha, vít số 3 130, anh em có nhu cầu xài thì cứ việc liên hệ. Cái vít lục giác nè, giác là lục giác 6 hay gì nè, đó. Rồi vít trừ hồ lô nè, vít cộng nè ha, BF2. Rồi 130 em bao ship phụ vít này nha. Rồi có nhu cầu thì cứ việc liên hệ với em. Đó, rồi vít trừ, vít cộng. Đó. Rồi.
Rồi bộ vít này là 130 nha, anh em có nhu cầu sử dụng thì liên hệ. Tiếp theo tới mã thước gốc giùm em là 200 nha. Mã thước gốc giùm em là 200. Mã thước gốc ha. Mã thước gốc giùm em là 200. Rồi 5 6 cây. Rồi đầu này là 25 cm, đầu kia là 50 cm nha. Cái này đa số là nó là hệ in nha. Cái này có hai cây hệ mili nè. Đầu này 25 cm. Đầu này là 50 cm nha. Rồi tổng cộng là 6 cây, chuẩn gốc hết, ok ngon lành. Anh em xài liên hệ 200k bao tiếp. Rồi tiếp theo thì tới thước kéo. Thước kéo 100k. Rồi cái này á là nó dài của nó là tổng cộng là được 2m. Cái thước này là 2m nha. Đó số còn đẹp, một cây ha. Tiếp theo cây này là 5m. 5m. Rồi anh em dùng liên hệ em. Tiếp theo cây này 5m rưỡi ha, cây này 5m rưỡi đó. Rồi 6 ba cây 100k bao ship nha. Tiếp theo thì tới tay Tago. Tay Tago này là 150 nha anh em. Tay Tago này là 150. Đây dẫn ra vô rồi gì bình thường ha, đó hoạt động tốt nè. Rồi nguyên cái tay Tago này có thương hiệu luôn nè nha, đi qua nguyên tay Tago này đúc nha. Rồi cái này là 150 nha. Tiếp theo là tới vũa. Vũa là 170 nha anh em. Vũa là 170, một cái vũa tròn, một cái vũa lưỡi cưa, một cái vũa bản lớn, một cái vũa bán nguyệt lớn, một cái vũa tam giác lớn. Bộ vũa này là 170 bao ship. Cái hai là mã số 1 là 120. Công lực mã số 1 là 120 em bao ship nha. Công lực thương hiệu top nha. Nó lưỡi khích ok ngon lành ha. Rồi 120 em bao ship. Tiếp theo công lực mã số 2. Thanh lý 150 nha, size 450, lưỡi phía trước mẻ phía trong cắt bình thường ha. Rồi size 450 thương hiệu MCC cắt tốt luôn nha. Rồi tiếp theo cái phao đèn này câu cá, phao này chống nước nha anh em, thấy dưới nước thoải mái là người ta thiết kế ra ha. Phao này trong đồ Nhật nha, đó đồ Nhật về bóng đèn đây để mình câu ban đêm mình thấy đường ha. Rồi sử dụng một cục pin tiểu, pin khá là dễ mua, giá 300 bao ship nha. Rồi tiếp theo tới cạo ép. Cao ép thì có 4 cây nha, cao ép có 4 cây, núm còn đầy đủ. Nhưng mà cao su thì còn cái đầu trên thôi, cái đầu dưới thì nó mất rồi ha. Bắt 3 cây, có 1 cây 1 có đầu dưới. Bộ cáo này là 750, này lỗi nó bị nóng chỗ này xíu nè ha. Đồ nóng gì đó, chỗ này xíu, da ban hết nha, mấy cây này ARM da ban hết. Rồi anh em sử dụng thì cứ việc liên hệ, 4 cây thì hoạt động như nhau, ga vô đồ gì bình thường ha. Ti dặn tốt, ga vô bình thường, nhẹ nhàng hết, em đo cái thước cho anh em xem thôi ha. Đó, chiều dài của cây này thì được là 37 cm, cái họng này thì được là 1 tấc. Rồi 4 cây 7 bữa bao ship. Rồi tiếp theo thì tới dây số 1, 180 bao ship nha. Dây này thì gắn vô thêm cho cái dây an toàn của mình á, xỏ vô dây an toàn mình ha. Chèo lên trên cao, rồi dây này mình rút tới đâu thì tự gài tới đó. Rồi mình bấm vô thôi. Dây này còn khá là mới nha, chịu lực rất là tốt, dây 180 bao ship nha. Anh em dùng liên hệ em. Tiếp theo dây số 2. Dây số 2 là 300, dây này dây đai hàng hóa, tức là anh em chở đồ á, anh em đai lại cứng ha. Rồi cái cọng dây này bản chắc khoảng 5 phân nha, dây rất là mềm mà ok, chịu tải tốt nha. Dây Nhật bãi. Dây này thì bên đây nó có cái đầu này. Đầu này nó gài sao đó ha, nó không có đầu móc. Đó, nó chỉ có vậy thôi. Thì bên đây cái cọng này thì được 1 mét thôi. Cái cọng này thì được 1 mét nè. Còn cái cọng này thì nó được là khoảng 1m2. 1m2 với thêm cái khúc này nó 7 tấc nữa. Là như cộng này là 2m, một bên là 1m, một bên 2m nha. Dây này là một bên 1m, một bên 2m. Còn cái tăng đưa này ok, hoạt động tốt bình thường nha. Dây số 2 này là 300. Đó, rồi bấm này dở lên ha. Này gặt là nó tăng đưa vô nè. Ha, rồi mình ship lại gọn lại gì. Còn nếu như mình muốn lấy dây ra thì mình gặt cho nó thẳng cái này ra, rồi mình nắm mình giật cái này ra rồi nó trả cái chân chó này lại ha, trả cái lulu lại. Rồi, vậy là cái này là 300 em bao ship nha. Tiếp theo là tới kìm. Kìm mã 1 này thì 130, kìm mã 1 này thì 130. Đây kìm này là kìm Sankey size 250 nha, nấc nào ra nấc đó không bị trượt cấp nha. Găng cỏ đây còn rất là đẹp luôn, cây này mới nha, 130 bao ship. Tiếp theo kìm số 2 là 250 nha. Size của nó là 300 mm, cây này tay cao su thì em thấy cũng còn sáng nè, đẹp ha. Đó, có bị chạy đây ha, nó như chạy đây. Rồi ok, găng cỏ ok bình thường nha, găng cỏ ok bình thường, nấc nào ra nấc đó luôn. Cây này 250 bao ship nha. Tiếp theo tới kìm mã 3. Kìm mã 3 này là 180 nha anh em. Kìm mã 3 này là 180, anh em dùng thì liên hệ ha. Rồi một cái kìm này, một cái kìm điện nha, tay da nè. Tiếp theo cái kìm này, cái kìm cắt nha. Đó, lưỡi thì có mẻ hơi ha, ở.
Rồi tiếp theo cái kèm này kèm nhọn ha, của Hồ Gian. Cái kèm này cái kèm gần cua có chữ hàng thủ công ha. Kèm Pro nè, thương hiệu top nha, còn sáng đẹp, găng cỏ ok, đẹp hai nấc nha. Hai nấc dặn ốc ok. Kèm mỏ nhọn ha. Tiếp theo thì tới cưa nha anh em. Cưa này là cái gọng cưa sắt ONS nha, còn sáng đẹp, cây này là 130 ha. Rồi khung đẹp ok, ngon lành luôn, 130 bao ship. Tiếp theo cưa hai là hai cái lưỡi cưa giật cành, hai lưỡi này bao án cho anh em luôn, còn mới dữ lắm nha. Rồi bao án luôn ha. Rồi hai lưỡi này là 170 bao ship. Một lưỡi thì lưỡi trên đi, dài 30, lưỡi dưới này nó cong nha, dài là 38.5. Rồi tiếp theo tới cưa mã số 3 là 180 bao ship nha. Cưa mã 3 là 180 bao ship, anh em cần dùng thì cứ việc liên hệ. Cái này dài size 240 nè. Cái này thấy khó lưỡi ra thay lưỡi được nè. Đó, rồi, cây này thì lưỡi chết ha. Rồi, ba cây này là lưỡi cũng còn sáng mới, đẹp hết. Cây lưỡi thưa, cây lưỡi mịn nè, mịn hơn nữa nè. Rồi, ba cỡ khác nhau luôn ha. Anh em xài thì liên hệ 180 bao ship. Tiếp theo tới cưa mã 4 nha. Cưa mã 4 là 180 nha. Cưa mã 4 là 180 có ba cây. Đó, cây hai cây hai lưỡi với cây một lưỡi nha. Đó. Rồi, cây hai lưỡi này nói trước nha, có mẻ mấy găng ở đây ha. Rồi, mấy găng chân chỗ ngón em chỉ nè. Bên găng thưa, bên găng mịn. Rồi cái này còn sáng đẹp ha. Cái này cũng vậy luôn, còn sáng đẹp. Cái này cũng thể thay lưỡi nè, size 240 nè ha. Lưỡi sáng cực kỳ, bén luôn nha. Tiếp theo cưa mã 4 là 180 nha. Lưỡi này cũng vậy, cũng sáng cực kỳ luôn nha. Đó, em kiểm tra găng nè, găng còn đủ nè. Rồi cái này găng còn đủ nha, hai mặt hai bên này đủ. Rồi ba cây 180 cưa mã 4 giùm em. Rồi tiếp theo nữa là tới mỏ hàng nha anh em ha. Mỏ hàng thì ở đây em test điện chạy ok hoàn hảo hết rồi. Anh em có nhu cầu xài thì cứ việc chốt thôi ha. Chạy chì rồi gì nóng ok ngon lành hết nha. Mỏ hàng ở một này giá 170, made in Japan đóng đây nè. Thương hiệu God nha. Nóng tốt ok ha. Cái này là 60W luôn, mũi nè. Đó. Rồi rất là ok, anh em dùng thì liên hệ em, dây gin ok ngon lành hết nè ha. Rồi tiếp theo tới mỏ hàng số 2 là 170 luôn. Cái này là Haco nha, 60W luôn ha. Nóng tốt ok ngon lành hết. Anh em xài liên hệ 170 bao ship. Tiếp theo thì tới sạc pin tiểu nè. Sạc pin tiểu nè, pin 2A, pin 3A, miễn mà pin sạc là sạc được nha. Đèn báo đây, sạc đầy tự tắt, tắt đèn luôn ha. Autowall nha, thương hiệu là Sanjo. Autowall, anh em dùng liên hệ, con này là 300k nha. Đó, này sản xuất tại Trung Quốc nha, made in China. Tiếp theo sạc pin số 2 là 430. Cái này là cũng là sạc nhanh luôn nha, cái này sạc nhanh. 430, có dây số 8 đây nè, nó dài ra ha. Sanjo luôn nha, thương hiệu Sanjo. Giá 430 nha, có đèn sạc đầy tự tắt luôn ha. Sạc được pin 3A thì 2 viên, còn pin 2A thì là 4 viên. Đó. Rồi, Autowall 100 cho tới 240 luôn nha, cũng sản xuất tại Trung Quốc ha. Rồi anh em cần dùng thì liên hệ, sạc pin tiểu 430 bao ship nha. Rồi ok. Tiếp theo thì tới pin sạc. Pin sạc mã 1, pin sạc mã 2, pin sạc mã 1 là màu trắng nè, dung lượng cho nó chỉ có 1900 thôi. Dung lượng của nó 1900. Đó, sử dụng tái sử dụng lại rất là nhiều lần, sạc xả rất là nhiều lần luôn nha. Đó, con này là của Bana, made in Japan luôn nha. Pin 7 nhưng còn rất là mới luôn ha. Cầm tốt, wall up rồi gì đều ha. Rồi 1900, pin 2A, dùng trong những cái thiết bị micro karaoke rồi đó. Rồi đồng hồ, máy đo huyết áp gì cũng sử dụng được hết. Dung lượng là 1900, giá 300k, 4 viên. Con này là giá 330, dung lượng 1900, cái này là dung lượng 2500 nè. Cái màu đen là dung lượng 2500 cũng made in Japan ha. Panasonic luôn ha. Rồi 2A luôn, giá là 330. Tiếp theo thì tới cái đốc sạc. Đốc sạc không dây vừa sử dụng cho lại iPhone 8 trở lên nha, hoặc là Android có hỗ trợ sạc không dây 250, cũng có thể làm cái đế giá đỡ điện thoại luôn ha. Made in China nha. Nó gồm có dây xích thị trường Nhật. Dây này là dây cáp cắm vô cái cốc sạc nhà mình đó. Rồi còn cái này là cái đế sạc hồi trước nè, mới nguyên hộp chưa xài, 250 nha anh em. Tiếp theo thì tới bếp từ. Bếp từ này thì giá là 700. Bếp từ là 700, thương hiệu là Mitsu. Có dây rồi gì ok, ngon lành hết nha. Đó, bếp này là Mitsu nha. Anh em sử dụng thì cứ việc liên hệ. 700k, hoạt động full tính năng, nguyên dạng, không bể dở ha. Đó, bếp này sử dụng điện 100W dùm em. Nó là công suất của nó là 1400 ha. Sản xuất năm 1998. 700, mã bếp từ số 2 ha. Tiếp theo bếp từ số 1. Con này thì 900 nha, sử dụng điện 100W luôn. Con này để âm cũng được, để nổi cũng được. Nấu thay một cái bếp chính bình thường nha. Công suất rất là ok. Con này nấu rất là châu bò luôn ha. Đó, rồi, hoạt động tốt, 900k nha. Em bao xếp cánh quạt không có một miếng bụi luôn nha. Đó, anh em xem, bếp còn rất là sáng, Panasonic nha. Rất là sáng đẹp.
Rồi, anh em có nhu cầu thì cứ việc liên hệ em thôi. Đó, 900k, tiếp từ mã 1 giùm em. Tiếp theo thì tới cái cân sức khỏe nha. Cân sức khỏe thì cái cân này là còn nguyên trong hộp giấy này luôn đó. Là sách hướng dẫn sử dụng là trong này nha, nó có hướng dẫn mình sử dụng trong này hết. Còn em muốn em hướng dẫn sử dụng thì cứ việc kết nối Zalo em, số điện thoại là 0335172445. Cái cân này em bán 500k, mặt kính rất là đẹp nha. Anh em để trong nhà mình để dành cân sức khỏe, theo dõi trọng lượng cơ thể. Mình theo dõi trọng lượng cơ thể ha. Rồi, cái này cân tối đa là 150kg, size số nó là 100g ha. Nút trên này nè. Thì bây giờ đó là mình muốn cân thì mình đứng lên thôi. Đứng lên nó cân thôi. Đó, này là mình cân thông thường nha. Đó. Còn nếu như mình muốn cân chỉnh, mình muốn chỉnh cái đo mà lượng mỡ máu rồi gì đó thì mình cài đặt phía trên đây ha. Đó, mình chọn số người nè, 1 2 nâng lên xuống nè, lên xuống hai nút bên đây nè. Đó, mình chọn đi, rồi nam nữ mình chọn, cứ lên xuống là mình thay đổi thôi, chính giữa là mình chọn ha, lưu. Đó, chiều cao nè. Còn cái này á là độ tuổi ha. Rồi nó lưu xong rồi mình bước lên, hai chân mình chạm bên đây ha. Sẽ đo xíu nó ra thông số là lượng mỡ máu, cái gam thừa trên cơ thể gì đó mình cần giảm cân bao nhiêu thì có trên đây ha. Mặt này mặt kính đẹp lắm nha anh em, có nhu cầu liên hệ em 500k. Rồi tiếp theo nữa thì tới bao tay ha. Bao tay này là bao tay nãy giờ em đeo, em quay clip cho anh em xem đó, mang rất là thoải mái nha, rất là ok. Thì một lần bán thì em bán 10 cặp gì nè, 350 em bao ship đó. Rồi anh em có nhu cầu xài thì cứ việc liên hệ thôi. Nó cái phủ cái lớp cao su này nó bám nha, nó bám, mình làm nó không bị vuột tay đồ này kia đó, nó bám tốt lắm đó. Rồi phía ngoài này là lớp thun đây nè, nó giãn ok ngon lành mà nó thoáng nữa, nó không có bị đổ mồ hôi tay. Rồi anh em cần dùng thì cứ việc liên hệ, ví dụ như anh em chạy xe nè, làm việc nè, làm cơ khí nó không có đau tay, không nóng đồ này kia ha. Rồi thì 10 cặp tức là 20 cái đó, 10 cặp là gì nè, tức là một gì là một cặp nè, tính ra là được 20 cái lẻ gì nha, là nó sẽ là 350. Rồi ok, tiếp theo nữa thì tới máy nha anh em. Máy nha, máy số 1 nha anh em. Máy số 1, con này là con Hitachi nha, 450. Con này là bắn vít có thang ha, bắn vít có thang, anh em cần dùng thì cứ việc liên hệ. Máy này máy số 1 nha. Con này có thang, hoạt động tốt ha, full đầu cổ không kẹt, không gơ gì hết trơn á. Rồi có hãm cọ ở đây ha, nhanh chậm đây, điều tốc trên đây có luôn ha. Rồi có đèn, có bao pin đầy đủ, anh em cần dùng thì cứ việc liên hệ. Đầu cổ không lắc không gơ, 450 máy 1. Tiếp theo máy số 2 là 900. Máy số 2 là máy Makita chính hãng, 3 chức năng nha. Khoan tường, khoan búa, bắn vít có cấp trượt, khoan sắt rồi gì được hết. Kẹp tối đa là 13 ly. Hàng chính hãng Makita Việt Nam, có tem chống hàng giả nha. Bảo hành cho anh em 6 tháng. Động cơ có thang nha, mã của nó đây. Rồi anh em cần dùng liên hệ, máy mới 100% nha. Đó, bảo hành 6 tháng. Em có đóng pin luôn, anh em có nhu cầu đóng pin thì cứ việc liên hệ. Máy số 3 là máy bu lông nha, 1/2, đầu cổ không gơ lắc nha. Rồi 1,5 triệu thân máy, động cơ này không chở thang anh em, cực kỳ khỏe. Anh em bắn ốc xe tay ga rồi gì bình thường ha. Rồi con này á, thì em bán cho anh em giá là 1,5 triệu thân máy. Có nhu cầu đóng pin thì liên hệ em. Tiếp theo con này cũng vậy, anh em điện lạnh rồi gì xài rất là ok nè. Khoan búa, khoan bắn vít có cấp trượt, vào khoan thường. Đó, cái con này á, là khỏe, cực kỳ khỏe nha. Cái lực khỏe, khoan búa nè. Đó, rồi con này là 24 cấp trượt, một cấp khoan. Đầu cổ không gơ lắc, đầu kẹp tối đa là 13 ly mà đầu sắt luôn. Đầu kẹp tối đa 13 ly mà đầu sắt luôn nha anh em ha. Đó, anh em cần dùng thì cứ việc liên hệ em thôi ha. Có đèn đây nè. Đó, rồi 18W Milwaukee. Đó, mã này là mã Mỹ ha, mã này mã Mỹ. Đó. 2704, con này là chuyên rút lõi nha. Anh em đi điện lạnh rút lõi rồi gì đó, hai cấp tốc độ nhanh chậm ở đây. Rồi, tiếp theo tới máy số 5 ha. Rồi, máy này máy mới nha, máy này máy mới luôn ha. Rồi, 1,8 triệu, máy số 5, 1,8 triệu Milwaukee, con này là động cơ không chỗ thang luôn nha. Mã của nó là 2902, 18W nha, có búa. Thì cái con này còn cực kỳ mới luôn, 18W ha, con này còn mới. Đầu kẹp tối đa là 13 ly nha, mã Mỹ ha, mã Mỹ. Kẹp tối đa 13 ly mà đầu sắt luôn, autolock nha, đầu sắt autolock. Đó, rồi anh em cần dùng thì cứ việc liên hệ nha, 1,8 triệu thân máy ha. Rồi, tiếp theo tới máy số 6, máy nguyên thùng nguyên hộp luôn, 2,6 triệu nha, thân máy nha, 2804 cũng vậy.
nó cũng giống như 2704 vậy đó, nó lực cực kỳ khỏe nha ha. Mấy con này khỏe, đầu kẹo tối đa 13 ly nha, còn nguyên thùng luôn đó. Thì anh em muốn nguyên thùng thì nguyên thùng, còn anh em muốn đã qua sử dụng thì nó giảm chi phí thôi. Tay cầm trợ lực ở đây ha, tay cầm trợ lực ở đây. Rồi cái này là cái cuốn sách hướng dẫn sử dụng của nó, còn cái này là cái chiếc máy, máy mới trong túi, trong bịch đàng hoàng nha. Kẹp tối đa là 13 ly, đầu ảo tu lóc luôn nha, đầu sắt rất là ok, ngon lành, máy cực kỳ mới, cầm rất là sướng tay luôn. 2804 18V nha ha. Móc rồi về đầy đủ, tay cầm trợ lực đầy đủ ha, rất là full, rất là mới, đẹp luôn. Đó, này là khoan 14 cấp trượt, khoan thường và khoan búa đây. Đó, anh em rút lỗi thoải mái. Ok, tiếp theo thì tới cái bơm chìm. Bơm chìm này sử dụng điện 100V, anh em kết nối Zalo số điện thoại của em là 0335172445. Em sẽ cho anh em xem clip test nha. Cái này đầu lên nè. Cái con này là nguyên gen, không gò gỉ điện áp gì hết, bơm thoải mái, khỏe mạnh, lực tốt. Bơm cao tối đa là 6m, sử dụng điện 100V, công suất của nó là 195W. Đó, lưu lượng của nó là 80 lít trên 1 phút ha. Rồi, anh em bơm cao lên trên đó là được 6m là tối đa 100V nha anh em. Đó. Thì con này là 600k, bơm chìm 600k nha. Đó, dây nguyên gen, không nói, không chấp, không nói gì hết trơn, không đứt luôn. Dây cực kỳ mềm dẻo, đã lắm ha. Dây gen của nó ở trong thiết bị đi ra luôn nè, trong thiết bị này đi ra luôn ha. Rồi, ok, anh em cứ về khảy con này xuống sông bơm lên thôi ha. Rồi, cao tối đa 6m, anh em muốn chế gì đó anh em chế, bơm nước gì cũng được. Rồi, con này là 600k nha, 100V giùm em. Hoạt động rất là ok nha, cắm điện thử cho anh em xem luôn nè. Này không có nghe tiếng đúng không? Đây rất là êm nè. Ha. Ha. Rồi 100V nha. 600k. Tiếp theo là chà nhám. Chà nhám này thì chà nhám gung ha, bề bản là hình chữ nhật nè. Đó, anh em mua cái nhám gài vô là xài Hitachi nha. Đó, con này sử dụng điện 100V, máy được sản xuất tại Trung Quốc, xuất thị trường Nhật, sử dụng điện 100V nè. Rồi máy chà rung rất là ok, mạnh nha, có cò bóp ha. Rồi giá bán là 350 em bao ship nha. Tiếp theo thì tới bếp ga, có con bếp ga mini nha. Con bếp ga mini nha, anh em xem ha. Rồi 300k. Cái con bếp ga của hàng Nhật này á thì nó là công suất 3.5kW nè. Đó thì cái con này á là đặc biệt, con cái nó thiết kế rất là chắc chắn nha, rất là chắc chắn. Tức là ví dụ như anh em có cầm bếp ngược lại gì thì nó cũng không rớt cái mặt này xuống được ha. Bên đây cũng vậy. Còn bếp ga ở Việt Nam mình sản xuất á, cái này nó hay rớt ga rớt tới rớt lui lắm. Rồi ok nè, cái con này thì của Nhật nha, nó thị trường Nhật sử dụng. Thì nó có cái á, nó có một cái á là nó không phải gọi là bất tiện, mà là nó sử dụng đúng theo quy trình. Tức là cái bình ga mình sử dụng là bình ga cái lon này nè, là cái áp của nó sẽ là áp thấp. Còn cái bình ga mà mình lấy cái lon này đem cho người ta bơm á, là người ta sẽ bơm cái bình ga lớn truyền qua đây là áp suất cao. Nó rất là nguy hiểm, nó sẽ bị ví dụ như trường hợp nó dễ rất là nổ bình ga đó. Do cái mấy cái mối nối nè, mấy cái mép này nè, nó sẽ mỏng, theo thời gian lâu dài nó xét, nó mỏng, nổ ra. Đó, thì đó là cái đó nguy hiểm. Người ta sử dụng á, là cái bếp ga mini này, là cái chai ga này chỉ sử dụng một lần nè. Chỉ nạp một lần, cấm nạp lại dưới mọi hình thức, tức là bếp ga mini này sản xuất ra muốn an toàn mình sử dụng là chỉ nên sử dụng một lần một của nhà sản xuất, người ta sản xuất ra thôi. Chai này là 22.000, em mua ở đây là nó bán vậy, còn không biết chỗ anh em nó bán nhiêu thì cái nó chênh lệch vài ngàn gì đó. Còn cái phần này nè, ví dụ như mình cấm cái chai ga mà mình đi chiết nạp lại ở ngoài đó, lậu đó, nói chung lậu đó, thì cấm vô đây nè thì nó sẽ bị nhảy cái van bảo vệ là cái văng của tay em chỉ nè. Thì anh em chỉ cần gắn cái chai đúng lại, anh em nhấn cái này reset thôi. Rồi ok nè, chỉ mình nè ha, áp cao là đưa vô đây nó không chịu cháy. Thì cái này anh em muốn an toàn thì thêm vài ngàn nữa là mình sẽ mua một cái bình ga mới luôn mình xài ha. Rồi bây giờ nè, em sẽ test bếp cho anh em xem nè. Bếp cháy lửa rất là đẹp, ok nha. Mình gắn ngay đâu đó, mình gài xuống mình mở lửa thôi đó ha. Rồi lửa cháy rất là xanh, rất là đẹp, ok ngon lành nha. Một bình ga nhỏ này nếu như anh em nấu nướng nấu cơm ăn chắc được mấy ngày đó. Nhỏ lửa nè, chứ có cái quạt gió nha. Đó, nhỏ lửa nè,
còn cho nó thổi đó ha. Đây lớn lửa nè. Rồi nói chung thì bếp hoạt động ok. Còn cái bếp của Nhật á thì anh em dặn cái núm này lên tắt hết rồi ok, nó cho mở cái này lên ha. Rồi cái này thì em bán cho anh em giá là 300.000, bình ga anh em về ngoài anh em mua bình ga đi nha, để vận chuyển cái bình ga thì nói chung là nó cũng không có được an toàn cho mấy. Rồi cái ga này là 300 nha, cái bếp không nha. Rồi tiếp theo tới bếp ga số 2. Mấy cái bếp ga lớn này á thì xài bình ga của mình là bình thường ha, chỉ có những cái bếp ga mini là nó phải bắt buộc mình xài cái bình ga mới hoài. Còn cái ga này thì tất cả được lửa bọng rồi gì là em thử full ok, ngon lạnh hết, lửa dừa không đen đáy nồi không gì hết, bao cho anh em xài ngon lành. Tất cả cảm biến sensor chống cạn đáy nồi hay là lò nướng gì đó tất cả hoạt động tốt hết, những cái tính năng ở trên này là hoạt động full hết, chỉnh lửa lớn nhỏ rồi gì bình thường hết. Con này thì nướng hai tầng lửa, không cần chở con cá tới lui ha, tức là cháy lửa lên là nướng vừa trên giữ luôn. Này hẹn giờ tắt cái lò nướng nè, tối đa được 9 phút. Còn cái này á là chỉnh nhiệt độ nấu của cái bếp này 200 độ, 180, 160, nhấn 3 giây loại bỏ cảm biến, tức là anh em nấu thoải mái, nó không có giò nữa, nó không có tắt bếp gì nữa ha, nó không bảo vệ nữa, là cái chế độ này anh em không nên sử dụng chế độ này ha. Rồi còn cái này là nấu nước sôi tự tắt ha. Còn này nấu cơm, nấu cơm là nấu cháo trên, nấu cơm dưới, có hai tính năng ha, nó tự chọn ha, anh em chọn xong rồi nó sẽ lưu cái ngọn lửa lại để nó nấu cho anh em ha, đảm bảo về chín cơm là tắt lửa ha. Rồi ok, còn này học pin 2 viên pin bana, anh em mua bếp bên em á thì em sẽ tặng cho anh em 2 viên pin bana đó mới ha. Và lợp cái phía dưới của cái bếp này á là lưới inox chống chuột vô cắn phá dây điện nha. Đặc biệt bếp ga của Nhật nó rất là thông minh, nó sử dụng bộ vi điều khiển với dây điện thì cảm biến tùm lum trong đây hết, cho nên á là nó rất là an toàn, là nó ưu điểm hay có khuyết điểm là dễ bị chuột chui vô đây nó cắn, cho nên mình phải lợp cái lưới đó là chuột không vô được, mình xài rất là bền luôn nha. Rồi tiếp theo nữa là cái mặt này là bằng men, rất là sạch sang trọng đó, anh em dễ lau chùi lắm. Anh em nấu dầu nhớt rồi gì nó văng đây nè, dầu anh em chiên nó văng đây nè, thì mình lau rất là dễ, do cái mặt này mặt men giống như là gạch của mình vậy đó ha. Rồi thì con này là 2 tầng lửa nha, tính năng là 2 tầng lửa, nướng 2 tầng lửa. Còn cái này là chỉnh lửa bếp này, này chỉnh lửa bếp này, và có thêm những cái tính năng đây là nấu nước thôi sôi tự tắt, nấu cơm chín tự tắt, nấu cháo chín tự tắt. Hẹn giờ cái này là chỉnh nhiệt độ ha, này chỉnh nhiệt độ của cái này, chỉnh mình nấu theo nhiệt độ á, ví dụ như mình luộc rau hay là gì đó mình chọn 160, 180 gì đó ha. Rồi thì bếp này em bán giá là 2.500.000, giá bán ra được bao ship nha. Rồi lợp lưới inox, tặng thập pin. Rồi đó, rồi anh em muốn video mà test về bếp ga này á thì cứ việc kết nối với em, số điện thoại của em là 0335172445, là số Zalo của em đó, kết nối Zalo em sẽ gửi cho anh em video test. Còn cái con này gọi là con Boloma môi chè, cái này mình tưởng tượng ví dụ như cái này môi trên, cái này môi dưới nó chè ra nè, nó gọi là môi chè. Thì ở đây cũng vậy luôn, bán ra thì được tặng cặp pin này. Đó. Chỉnh nhiệt độ nấu của bếp này 200, 180, 160. Con này là nấu cơm, nấu cháo, phía trên là nấu cháo, phía dưới nấu cơm. Tăng giảm nhiệt độ đây ha, sensor cảm biến hoạt động tốt, ok full. Mặt cũng là mặt men luôn ha. Dòng này là cũng thuộc dạng dòng cao cấp, cái phân loại cao cấp ha. Đó là Boloma môi chè 340. Đó. Thì cái con này được có tính năng nữa là anh em nhấn 3 giây là loại bỏ cảm biến, là nấu bình thường như bếp ga bình thường, không có bảo vệ gì hết. Thêm nữa là hẹn giờ tắt cả 3 bếp này, nhưng mà tắt lần lượt nha. Ví dụ như anh em chọn bên trái là chỉnh giờ bên trái, anh em chọn bên phải là chỉnh giờ bên phải. Còn cái này á là chỉnh giờ lò nướng, lò nướng thì tối đa được có 9 khúc mà, tối thiểu 1 khúc. Còn mà lò phía trên này nè là tối đa một bếp á là chỉnh được 99 khúc, tối đa tối thiểu là hình như là 3 khúc hay gì đó. Rồi ok, thì 3 hay 5 khúc gì đó. Còn cái này là chỉnh lửa, càng gạt chỉnh lửa trên dưới nè. Đó, rồi hoạt động thì tất cả hoạt động full ok, ngon lành hết. À bếp thì nãy giờ em quên giới thiệu, tức là bếp á ở bên bản họ nấu đồ ăn rồi gì nó sẽ dính lên trên đây nè, họ không bao giờ vệ sinh đâu. Đó là bếp về em sẽ là vệ sinh sạch sẽ từ trong ra ngoài, vệ sinh sạch sẽ từ trong ra ngoài nha. Đó, anh em sẽ thấy nó rất là sạch từ trong ra ngoài, không còn một miếng thức ăn nào hết trơn á. Tức là ở đây em rất là quan trọng cái phần mà vệ sinh, an toàn vệ sinh.
đó. Thì là vệ sinh sạch sẽ cái bếp kia, quên dở cho anh em coi. Còn anh em mà muốn coi bếp kia hay là anh em muốn coi bếp nào đó, cứ kết nối Zalo, em sẽ chụp hình hoặc là gọi video trực tiếp đó, quay cho anh em xem luôn. Bếp thì em sẽ vệ sinh sạch sẽ như anh em xem hộc nướng nè, sẽ rất là sạch luôn, cực kỳ sạch cho anh em xem nha. Nó trên dưới gì cũng ok hết á đó. Rồi anh em có nhu cầu dùng thì cứ việc liên hệ nha. Bếp thì test cho anh em xem á, là lửa bọn này đầy đủ hết, cứ kết nối Zalo cho em sẽ kết, em sẽ gửi video cho anh em xem đó. Thì con này á là gọi là Boloma môi chè 340 là cái đời của nó nha. Còn cái năm sản xuất con này là 2012 đó. Hẹn giờ tắt lửa được cả ba bếp lần lượt nha anh em đó. Rồi thì tất cả con này em bán 2.850.000, em quên nói giá ha. Bếp này bếp ga số 3A 2.850.000. Thì tất cả hôm nay á em chỉ có bao nhiêu sản phẩm đó thôi. Anh em ý sản phẩm nào liên hệ trực tiếp với em để đặt hàng. Số điện thoại là 0335 172 445, hoặc là số Zalo cũng là số trên nha. Em xin thân ái kính chào, kính chúc tất cả mọi người là sức khỏe và bình an. Xin thân ái kính chào.